Sám văn. Bỗng trong nháy mắt đến chốn Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt ở địa ngục, không kể tôn ti, chỉ xét tội phước nặng nhẹ, kiểm thiện ác nhiều ít. Lúc sinh tiền đã làm thế nào thì thần thức tự thú tội, không dám che giấu. Do nhân gieo mà tùy nghiệp trả quả, đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Vả lại, các thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mảy may. Người thiện làm lành được phước thêm thọ, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ, cứ xoay dần như vậy. Nếu bị đọa làm quỷ đói thì hết kiếp quỷ đói lên làm súc sinh, thống khổ khó khăn không bao giờ cùng. Xin kể câu chuyện cánh tay đau nhất. Có một anh nọ khoảng 20 mấy tuổi, vô duyên vô cớ cánh tay phải bị đau nhất nên tới tìm tôi. Tay anh vì sao đau như thế? Tôi vừa mới khởi niệm thắc mắc, lập tức đã nhận ra anh này có tật hay chôm chĩa móc túi trộm đồ người. Thế là tôi hỏi, anh có lấy đồ người làm của mình, móc túi chôm chĩa tài vật của người chăng? Mặt anh ta đổi lên nhưng vẫn ráng đáp, sao tôi có thể làm như vậy chứ? Tôi bảo, nếu anh không nhớ được thì tôi đành chịu vì không thể giúp anh. Anh hỏi, nếu như tôi có phạm lỗi này thì phải làm sao? Tôi bảo, hãy đem những tiền bạc anh lấy trộm của người tính thêm cả lãi vào để bồi hoàn, bằng cách mang đến hiến tặng viện dưỡng lão hay cô nhi. Nhớ khi làm đừng lưu tính danh mình, thì tay anh có hy vọng lành. Sau đó quả nhiên tay phải anh được lành. Anh đến cảm tạ tôi và thưa, từ nay tôi nguyện không dám làm các việc xấu nữa. Rồi anh hỏi tôi, vì sao ngài biết tôi làm những việc xấu này vậy? Tôi nói, thì cũng giống như nhân gian, trên trời cũng có rất nhiều thiên thần tuần cảnh, chuyên trông coi việc thiện ác của thế gian và ghi lại tỉ mỉ tất cả hành vi thiện ác của chúng sinh vào trong sổ nghiệp. Họ lưu trữ cũng giống như máy tính sao lưu vậy. Cho nên lúc anh hỏi tôi nguyên nhân bệnh kia, thì tuần cảnh liền đem những việc xấu anh đã làm được thu hình chiếu ra hết cho tôi xem. Anh chàng này hiện nay học Phật rất tinh tấn, bỏ hẳn thói xấu kia. Anh còn chí thành lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa giảng bái, giờ đã thành là tiểu sư đệ của tôi. Năm 1990, tôi vừa mới học Phật, nghe nhiều người kể một đứa đồng nghiệp của tôi có phẩm hạnh buông thả, phóng túng tà dục, lại không biết kiểm điểm. Lúc nghe vậy, tôi chỉ khởi niệm, quả có chuyện này hay sao? Vừa thắc mắc như thế, thì trong óc tôi lập tức hiện hình ảnh, có 6 nam nhân đang quanh quẩn bên cô ta. Tôi không tin nên khởi niệm nghi ngờ, có lẽ bọn họ chỉ là bạn tốt của nhau. Vừa nghĩ vậy thì lập tức tôi thấy ngay cảnh bọn họ có hành vi phi lễ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi liền khởi niệm, mình không muốn xem những cảnh này. Lập tức cảnh tượng ấy biến mất. Còn có nhiều điều khiến tôi rất kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng tôi không tiện kể rõ. Lúc đó trong tâm tôi không hề khởi chút ý coi khinh vì nữ đồng nghiệp này, ngược lại còn gấp rút phản tỉnh, tự kiểm xem mình có từng tạo lỗi lầm gì sai trái chăng. Từ đó tôi thấm thía câu, muốn người đừng biết thì mình đừng làm. Tôi cảm thấy giống như trên trời như có một cái máy quay phim cực lớn, mỗi giây mỗi khắc đều ghi lại hết những gì tạo tác của mỗi cá nhân. Từng câu nói, ý nghĩ, hành vi ta làm ra, tất cả những việc lỗi lầm, tệ xấu lúc ta mê muội tạo tác, thậm chí những việc mình có thể mở miệng hé răng nói với ai và cứ tưởng là không ai biết và tự cho mình thông minh, chẳng ngờ những việc làm xấu ấy cuối cùng thành ra tự hại mình. Con gái tôi sau khi tham gia tu tập thiền tọa rồi, trí huệ nó khai mở vượt xa tôi. Tuy nó chẳng xem nhiều kinh điển, chỉ tùy duyên thuyết pháp gỡ rối cho người, song nó chỉ cần nói một câu là có thể chỉ ngay căn nguyên phiền não, giúp giải khổ bao lẹ cho chúng sinh. Lời luôn kế hợp với giáo lý của Phật. Tôi chẳng chút ganh tị phỏng vấn nó. Con là con ta, chính ta hướng dẫn con đã tọa tu hành.
Nhưng vì sao con lại giỏi hơn ta vậy hả? Nó cười bảo, ba à, bởi vì ba làm việc xấu nhiều hơn con mà. Lúc đó tâm tôi bỗng thấp thỏm bất an. Quả thực tôi có sợ những gì mình đã tạo. Khi nghĩ đến những điều đáng xấu hổ của mình bị con gái thấy rõ mồn một, nói một cách phiến diện, thì theo quy luật vũ trụ, chỉ có làm các điều lành mới giúp ta khai mở trí huệ vốn có trong tự tính. Thực ra vẫn còn nhiều người có trí huệ cao hơn, vượt xa con gái tôi. Tính nội trong quốc gia này thôi, tôi đã gặp hơn trăm vị. Ấy là chưa kể đến những vị ẩn cư tại núi cao rừng thẳm, những vị đã đoạn dục khử ái, hay là bậc cao tăng xuất gia tu hành. Tôi dám khẳng định, tuyên bố với chư đồng tu rằng, hễ ai trì chí, bền tâm, nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện dài lâu, chịu khó thiền tịnh song tu, đối với những nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, sám hối triệt để, thì trí huệ nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu sám hối càng triệt để, tha thiết, thì trí huệ xuất hiện càng sớm. Chỉ cần bạn chịu tu thật sự, tất sẽ được Phật lực gia trì, khai mở trí huệ có sẵn. Trên thế giới này, những người sở hữu trí huệ uyên thâm đã có nhiều như thế, thì nói chi đến các bậc đại trí như chư Phật Bồ Tát. Phật Thích Ca nếu không có trí huệ quảng đại viên mãn, sao có thể nói ra chân tướng vũ trụ, sao có thể giảng nhiều kinh điển như thế? Tôi chẳng phải không tham tài sắc danh lợi, mà chính vì nhờ hiểu rõ Phật Pháp rồi nên không còn dám tham nữa. Thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám có. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng, giữ tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Thế thì nếu cứ để tam độc hừng thịnh, làm sao chúng ta có thể nhiếp tâm? Cần phải hiểu và tin sâu, nhân quả luôn có thật không dối. Như vậy chúng ta mới có thể đạt đến nhiếp tâm giữ giới. Trong Báo Ứng Hiện Đời, tôi có viết rằng, những người đến cầu Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ giáo, thảy đều là thầy tôi. Vì nhờ họ mà tôi biết rõ báo ứng nhân quả chân thật không dối. Sau khi bọn họ lành bệnh rồi, lại dùng tiền tài để cảm tạ tôi. Không phải tôi không cần, mà là không thể tham, cũng chẳng dám cầu. Bởi vì hiện tại giáo Pháp nói ra truyền lợi ích cho người, ân này vốn thuộc về Phật Thích Ca. Nếu muốn tạ, thì phải tạ ân Ngài. Chúng ta chẳng thấy được sắc thân Phật, cần nên cúng dường tam bảo tạ ơn Ngài mới đúng. Huống nữa, bản thân tôi cũng nhờ Phật lực gia trì nên mới có thể cải tà quy chính. Đã có chư thiên thần ghi thiện ác của từng cá nhân, kỹ đến mảy lông cũng không thể lọt. Đó là chưa kể bạn và tôi, ngay hiện tại, mỗi một niệm khởi, mỗi một hành vi, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Vì vậy, bạn hãy mau mau buông bỏ tất cả ân quán thế gian, thực hiện nhiếp tâm là giới, cùng tu chánh đạo xuất thế. Nếu chẳng lo tu, bỗng chốc vô thường tới, thần xuống chỗ Diêm La, lúc này mới nhận ra tội của mình thì e quá muộn. Chúng ta còn phải cảm tạ chính phủ đã cho phép Phật Pháp được lưu truyền. Nhờ họ mà chúng ta được đọc, xem kinh Phật như hiện nay. Vì vậy, mỗi người Phật tử chúng ta, trước tiên cần phải làm một công dân tốt, tuân thủ quốc pháp, vì lợi ích dân tộc quốc gia mà phụng hiến báo ân đất nước. Sám văn. Ngày nay mỗi người nên tự giác ngộ, sinh tâm hổ thẹn. Đã hiểu làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ thì không nên làm ác. Đã biết làm lành chẳng mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa thì chớ nên khinh thường sám pháp này. Chớ khinh thường điều thiện nhỏ, cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, chảy lâu cũng đầy bát to. Không tích thiện nhỏ, đâu thể thành thánh hiền. Chớ cho ác nhỏ là không tội, bởi ác nhỏ nếu tích chứa lâu ngày cũng đủ chiêu họa diệt thân. Giải thích, chúng ta cần phải tự mình giác ngộ, khởi tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối, quả báo thiện ác, không sai mảy may. Lành dữ hòa phúc đều do tâm ta chiêu cảm nên. Mặc dù mắt phàm của ta không thể nhìn thấu quá trình diễn tiến từ nhân đến quả, nhưng đây là điều hoàn toàn có thực. Lý do tuyệt tự. 2 năm trước tôi đi Quảng Đông, gặp một anh hơn 30 tuổi.
kết hôn đã được 2 năm. Do bị chứng chết tinh và viêm tuyến tiền liệt mà vợ không thể mang thai nên hướng tôi cầu giúp đỡ. Tôi bảo: anh sở dĩ mắc chứng bệnh này thì đã lâu mà không khỏi, nguyên nhân là do trước khi kết hôn anh thường lăng nhăng, có lắm mối quan hệ yêu đương bừa bãi bất chính, từng xâm hại phá hủy nhiều trinh tiết phụ nữ. Nếu như không chân thành sám hối, nguyện gì những cô gái bị anh hại đó tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi, thì nỗi oán hận của bọn họ dành cho anh thôi cũng đủ để khiến anh ngay trong đời này phải đoạn tử tuyệt tục. Nếu như anh có thể phát nguyện từ đây nghiêm trì ngũ giới, thề giết tuyệt đồ mặn ăn chay trường, hằng ngày kiên trì vào mỗi buổi sáng hoặc tối quỳ trước Phật tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho những cô gái bị anh phá hại đời, thì dần dần bệnh sẽ khỏi. Còn nữa, những lúc rảnh thì nên niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức sẽ sinh được con hiếu thuận khỏe mạnh dễ nuôi. Anh muốn cải tà quy chánh thì phải phát thệ như tôi bày, trừ việc tụng kinh ra còn phải mỗi ngày lễ Phật 100 lạy. Năm nay tôi lại đi Quảng Đông, vợ chồng họ ẵm một bé trai 1 tuổi đến gặp tôi. Thằng bé mi dài mắt to, tướng hảo phương phi, trông thật bụ bẩm khiến họ vui mừng khôn xiết. Nguyện cho nam nữ thanh niên trong thiên hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, thường tụng kinh Địa Tạng. Được vậy thì tương lai nhất định bản thân họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vì trồng thiện nhân ắt được thiện quả, tạo ác tức phải chiêu quả ư, quả phúc dữ lành thảy đều do tâm tạo. Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường. Trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác của người đời này lẫn đời sau, mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh hoàng, hồi đầu dứt ác hành thiện. Nếu có thể từ đó thề giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh tu tinh tấn, càng sẽ thu được lợi ích lớn. Trong kinh nói, nếu có thể trong 10 ngày trai đối trước tượng Phật, Bồ Tát, chư hiền thánh tụng kinh này 1 bộ, thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong khoảng 100 do tuần không bị tai nạn. Người ở trong nhà đó, dù lớn dù nhỏ, hiện tại vị lai, trong 100.000 năm vĩnh viễn lìa xa ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai mỗi ngày tụng 1 bộ, hiện đời người ở trong nhà không bị bệnh dữ, y thực đầy đủ. Tụng kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, nhiều điều hay như thế. Những gì mới biết đến Phật Pháp, nếu không ngại, xin mời tụng thử hơn 1 tháng xem. Nếu vị nào do bận rộn công tác, không thể y theo ngày tháng liệt kê trên mà tụng kinh, thì cũng có thể tụng bất kỳ thời gian nào. Cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sát sinh, giết vật để ăn, phải bỏ mặn ăn chay, cũng không nên ăn ngũ tân. Làm được vậy thì quý vị sẽ thấy ngay trên thân mình sẽ phát sinh việc tốt lành bất tư nghị. Người đời đa số đều nghĩ sai lầm, cứ cho rằng chết là hết. Cảnh giới sau khi chết cũng như thuyết lục đạo luân hồi của nhà Phật giảng là hoàn toàn không có thực. Nhưng hiện nay không ít học giả chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm lúc cận tử đã viết bài đăng trên báo làm thay đổi quan niệm này. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, Thời báo Sinh Mệnh đăng bài nghiên cứu của giáo sư Phùng Chí Dĩnh, tiền viện trưởng Bệnh viện An Định ở Thiên Tân, là chuyên gia nghiên cứu đã viết bài kinh nghiệm sắp chết của 100 vị sống sót trong trận động đất Đường Sơn. Trong số nạn nhân này có nữ sĩ Họ Địch tâm sự như sau: ý thức tôi hầu như dần dần lìa khỏi thân, bởi tôi đã có thể nhìn thấy mình. Tôi bắt đầu nhớ lại các việc trước đây, từ bé thơ rồi đi học, trưởng thành, yêu đương, những chuyện bình thường không hề lưu tâm nhưng bỗng dưng đều nhớ rõ hết. Tình cảnh này chứng minh trong kinh Lăng Nghiêm miêu tả, lúc lâm chung chưa xả hơi ấm, thiện ác cả đời ngay đó đều hiện ra. Tôi trước đây từng đọc nhiều bài viết trong nước lẫn ngoài nước, hoặc xem các VCD về vong linh của nước Mỹ, tường thuật những liên quan sau khi chết. Nội dung chứng tỏ lục đạo luân hồi là có thực, có tồn tại, giống như trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng Phật đã giảng.
chỉ là do người không đồng quốc gia tường thuật nên phương thức trình bày có khác mà thôi. Đây cũng chứng minh lời Phật Thích Ca nói là chân ngữ, thật ngữ. Trí huệ Phật thấu suốt tất cả, chúng ta không thể không tin. Sám văn: chúng con vô phước sinh vào đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, không dốc sức làm lành, thì đến phút cuối có ăn năn cũng muộn. Bây giờ đã biết rõ mọi tội lỗi như trong kinh Phật dạy, đã nhận ra tội mình thì lẽ nào không bỏ ác hành thiện? Vì đời này nếu không xả thân cầu đạo, e rằng phải đọa địa ngục. Bởi trong lúc tạo tội, thường ôm lòng độc ác, nóng nảy, giận hờn mãnh liệt, giống như giận người nào thì muốn người ấy chết, ghét một người nào thì không ưa thấy điều tốt của họ, muốn hủy hoại ai thì quyết dùng họ vào thống khổ, muốn đánh người nào thì quyết cho người ấy đau thấu trời đất. Khi nổi sân hung bạo thì vô lễ chẳng kể tôn ti thượng hạ, thốt toàn ác ngữ thô ngôn, mắt nhiếc đủ điều, thậm chí là hét chửi vang như sấm dậy, mặt mày tóe lửa. Giải thích: chúng ta hiện đang khỏe mạnh nên dốc lòng học Phật tu hành, đừng ý phúc lâm chung sẽ có con cái siêu độ giùm cho. Dù con cái chí hiếu hết lòng tổ chức lễ tụng kinh siêu độ, nhưng nên nhớ kỹ công đức này có 7 phần, bản thân người được hồi hướng chỉ hưởng 1. Vì vậy phải lợi dụng cơ hội mình đã còn khỏe mà nỗ lực tự tu, lo tụng kinh sám hối, dùng tiền của chính bản thân bỏ ra phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức vân vân. Như vậy thu hoạch sẽ trọn vẹn, chắc chắn hơn. Lời trong kinh nói chân thực bất hư, cho nên nhất định ngay đời này chúng ta phải phát đại bồ đề tâm, tu thoát tam giới, nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Bởi vì những lúc ta tạo ác nghiệp thường khởi tâm ác độc như sói la, nếu hận người nào thì muốn họ chết ngay, nếu tật đố ai thì không cam thấy điểm tốt nào của họ, muốn hủy một người nào nhất định làm cho họ khổ mới nguôi hận, khi đánh ai là muốn họ đau thấu trời đất. Lúc phẫn nộ, hai mắt phóng ánh nhìn tóe lửa, bất kể thân phận địa vị, tất cả lời ác độc đều phun hết ra, mù quáng tạo đủ thứ tội. Sám văn: khi làm phước thì thiện tâm yếu ớt, tuy lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít đi, tâm đã không quyết chí, luống để ngày tháng trôi qua, do dự mãi cho đến khi không còn nhớ đến hành thiện. Đủ biết lúc làm tội tâm rất bảnh liệt, còn lúc làm phước thì ý chí bạc nhược yếu hèn. Nếu đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu thoát quả báo tạo ác dữ dội kia thì làm sao được? Giải thích: có lúc chúng ta khởi niệm muốn làm chút việc tốt, nhưng do niệm thiện mỏng manh nên ý lành này nhanh chóng tiêu tan. Thí như muốn cứu giúp nàng khổ, lúc vừa nghe thì tâm muốn đóng góp, xong đến lúc cầm tài vật trong tay đem cho thì lại khởi tâm tiếc nên cho không được bao nhiêu. Mới đầu phát nguyện thấy hùng hổ vậy, nhưng chỉ là đầu voi đuôi chuột, lúc nói thì mạnh như sấm nổ rền vang, nhưng lúc làm thì như nước nhỏ giọt, cứ do dự trù trừ mãi, rồi theo thời gian bèn đổi ý quên luôn. Hôm nay chúng ta muốn dùng chút nhân toan làm thiện tí tẹo đó để cầu quả báo thoát ly 3 cõi ác, hoặc sinh về thế giới cực lạc, thì làm sao nguyện có thể thành? Nếu như có cơ hội làm việc lành thì nhất định phải hết sức trân quý, vì đấy chính là trồng phúc điền cho mình. Phương thuốc giải độc. Tại An Huy có một người tên Tưởng Tử Diên, có phương thuốc bí truyền giải độc thạch tính rất hay và cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng ai đến cầu trị y đều đòi giá rất cao. Nếu như không đáp ứng đủ cho y thì y cứ ngồi nhìn để mặc người bệnh trúng độc chết, chẳng chút động lòng. Một hôm y sang huyện kế bên hành nghề, nửa đêm bỗng dưng chết đi. Y báo mộng cho người chủ phòng trọ nói: tôi do tham tiền hành động sai lầm để mặc chính mạng người chết, bọn họ chết rồi dâng cáo trạng kiện nên âm ty phán tôi 9 đời đều bị uống nhầm thạch tính mà chết. Giờ tôi xin đem bí phương giải độc thạch tính này nói cho ông biết, nếu như ông có thể dùng phương thức đó cứu một người
thì tôi giảm được một đời thọ báo ác. Cuối cùng y nói, giờ tôi hối hận thì đã quá muộn. Câu chuyện này trích từ Nhân Quả Tuyển Tập do Uông Đạo Đỉnh đời Thanh viết. Trong bài ghi bí phương chỉ có một vị thuốc là phong phong một lạng, đem nghiền nát thành bột, dùng nước hòa uống. Ngoài ra, trong Vị Đàm Khả Tín Lục có ghi, dùng nước lạnh hòa thạch cao cũng có thể giải độc thạch tín. Sám văn. Kinh dạy rằng, sám hối thì không tội nào mà không diệt. Nhưng đến lúc sám hối, quyết phải đầu thành đảnh lễ, nằm dốc sát đất như núi Thái sụp đổ, thậm chí không tiếc thân mạng. Vì muốn diệt tội mà ân cần khuyên nhau tự kiểm điểm, xem mình từ khi sinh ra đến nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, phải biết tự trách, ân hận, không tiếc thân mạng. Có kham được khổ nhọc mà chân thành sám hối như thế mới thu quả tốt. Trong kinh có dạy, chưa từng thấy có chút thiện nào từ giải đãi lười biếng mà sinh, chưa thấy có chút phước nào từ kiêu mạn buông thả mà được. Giải thích, trong kinh giảng, chân thành sám hối không tội nào mà không tiêu. Thế nhưng gọi là sám hối tức phải biết nhận tội kiểm lỗi, thống trách mình quá khứ không hiểu Phật Pháp nên tạo nhiều tội. Nhân đó nằm dốc sát đất là biểu hiện thành tâm sám lỗi, giống như địa chấn núi sụp vậy. Thậm chí cảm thấy mình hiện tại đáng phải đọa địa ngục, hoặc có chết nhiều lần cũng không giải hết nỗi ân hận trong lòng. Nội diệt chỉ nghĩ đến tội trong một đời này ta đã giết ăn biết bao chúng sinh, cũng đủ đáng chết trăm ngàn lần rồi, huống nữa là các tội khác. Bởi vậy khi sám hối tụng kinh niệm Phật, tất cả công đức đều phải hồi hướng cho chúng sinh. Nếu chỉ vì cầu khỏe mạnh, cầu phúc cho mình mà tụng kinh bái sám thì là tâm ích kỷ, không thể làm tiêu tan tâm oán hận của những chúng sinh bị mình giết hại. Vì vậy, chứ vì đồng tu, các gia đình Phật hóa cần nên đốc thúc khuyến khích nhau, giúp nhau nhớ lại những tội thập ác mình đã tạo và sám hối. Còn phải đặt mình vào vị trí kẻ bị hại để thấu hiểu cảm thông rằng những lúc ta giết vật đó, chúng đau đớn kinh hoàng biết dừng nào, mới thấy ta ác độc và ti tiện biết bao nhiêu. Khi đó, bạn sẽ sinh tâm đồng thể đại bi, khởi tình thương xót chúng sinh, sinh lòng ăn năn tự trách, mới có thể cam chịu khổ nhọc mà chịu đến đạo tràng bái sám. Nếu như không thể phát tâm đồng thể đại bi, thì khi niệm Phật, nhiễu Phật, chưa được mấy vòng, tâm sẽ sinh mỏi mệt, chán nản, hoặc lại chưa bao nhiêu, đã thấy sức không kham nổi. Là có người ngồi thiền tĩnh tâm chưa được bao lâu, đã thấy chân đau, lưng nhức, muốn đi nằm nghỉ. Vừa duỗi chân nằm là ngủ say như chết, ném hết việc lễ Phật tu hành lên tận chín tầng mây. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai biến nhát mà thành đại sự, nói chi tới thành đạo. Cũng không có ai thành tựu việc lớn mà sinh tự mãn, phóng túng, tự kiêu. Sám văn. Đệ tử hôm nay tuy được thân người nhưng tâm hằng trái đạo, vì từ sáng đến trưa, chiều tối, từng giờ từng phút, từng niệm từng giây, không hề nhớ Tam Bảo, nhớ Pháp tu. Nay thử kiểm lại thì thấy không có công phu nào đáng nói, chỉ có phiền não trồng chướng mịt mù. Nếu không kiểm điểm thì cứ lầm tưởng, tự cho là mình có nhiều công đức. Giải thích, xin kể câu chuyện nhỏ. Tổn người là hại mình. Ngày nọ, khẩu sư đệ, pháp danh Quả Mạnh, đến nhà tôi. Kể rằng mấy hôm trước, vợ chồng người chị gái đến nhà thăm ông. Chị ông vừa vào nhà, thì liền đến bên giường chơi đùa với đứa con gái, mới sinh 8 tháng của ông. Con bé tỏ vẻ vui thích, bật cười sảng khoái. Nhưng lúc chị khom xuống, bé nhìn thấy anh rể Quả Mạnh là chồng chị đang đứng phía sau, thì lộ vẻ kinh hãi khóc to. Bé bé và Quả Mạnh vội ôm con lên, thì bé im bặt, nhưng mắt vẫn mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không phía sau anh rể họ. Mẹ cháu vội xoa lưng vỗ về con để trấn an, nhưng một tiếng sau thì bé phát sốt cao. Quả Mạnh kể lại, anh rể ông nửa tháng trước đang chỉ đạo xây một tòa kiến trúc thì vô ý bị té ngã. Thực ra ngay lúc Quả Mạnh kể thì tôi liền quan sát,
Vậy hiểu ngay nguyên nhân khiến cháu bé khóc. Đó là do cháu nhìn thấy một cái đầu lâu và rất nhiều vong quỷ đang bu quanh người anh rể này. Chúng vừa chỉ trỏ vào ông, vừa căm hận trách đồ ác nhân xảo biện hại người. Quả Bành nói: anh rể ông là cán bộ cao cấp tại một bệnh viện lớn nọ. Ông chuyên xử lý việc tranh chấp. Hễ xảy ra sự cố có người chết oan thì ông sẽ đứng ra tranh cãi giúp cho y viện, dốc sức giúp y viện thoát tội, không bị bồi thường hoặc trả phí thật ít cho người chết. Tôi nói: bệnh nhân tuy không phải do anh rể ông hại chết, nhưng anh ta xử lý không công bình, toàn lợi dụng tài ăn nói của mình để biện hộ dành phần thắng về cho y viện, khiến người chết bị thiệt thòi, chịu hàm oan, thân quyến họ cũng không được bồi thường xứng đáng. Do vậy mà những dông này ôm thù, nhất quyết tìm ông rửa hận. Tôi thúc Quả Bành hãy mau mau đi khuyên anh rể, đừng làm những việc mê muội thất đức, trái lương tâm như vậy nữa. Vì khi ác báo ập tới thì xem như hết cứu. Hãy bảo chị và anh rể ông phải mau học Phật, ăn chay. Nên vì những quan quỷ đó tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu và hướng họ sám hối. Hàng ngày còn phải vì mỗi vị tụng một bộ kinh, ít nhất phải tụng cho đến khi quan quỷ báo mộng phát tín hiệu tốt. Tôi nhắc lại, về bảo với anh rể ông là bắt buộc phải hành đúng như tôi chỉ bày, ác sẽ giúp anh ta kéo dài thọ mệnh và tương lai có chuyển biến tốt. Anh rể Quả Bành vốn được mọi người công nhận là hiếu tử. Nếu như anh ta bị té và chết bất ngờ thì mọi người chắc chắn sẽ buông lời oán trách: trời già bất công, người hiền không được trường thọ. Rõ ràng là do chẳng am tường nhân quả và không biết Phật pháp nên anh đã hành sự điên đảo. Vậy có khổ hay không? 2. Không trộm cướp. Trộm có nghĩa là thiết mưu kế, rình rập, lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Gian dối đủ cách, như là lấn ranh đất, mua cân già, bán cân non, đo gian, đông thiếu, lừa người. Cho đến vật nhỏ như mũi kim, sợi chỉ, củ khoai, trái ớt đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người, hoặc cậy thế ỷ quyền, làm tiền kẻ yếu là ăn cướp. Thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy, túng thiếu, đó cũng gọi là ăn cướp. Nói tóm lại, bất cứ hình thức nào do lòng gian tham, lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả. Phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ. Nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người, làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn, đứng ngồi không yên, âu sầu tìm kiếm, bỏ dở công việc làm ăn, có khi mất mát quá nhiều, sinh ra buồn rầu, đau ốm, tuyệt vọng, tâm trí rối loạn, điên cuồng, tự tử. Thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ. Mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được. Thử nghĩ, mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép, cái nón, tiền bạc, chút ít còn cảm thấy buồn phiền, ăn ngủ không yên. Tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người, làm cho họ phải khóc than đau khổ? Người đời thường nói, tiền của là huyết mạch. Nếu như ai nhẫn tâm lấy đi, tức là cướp đoạt xương máu, giết chết sinh mạng của người ta rồi. Do đó, Đức Phật ngăn cấm trộm cướp. Vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ, mà còn gây nhân xấu trong hiện tại, bị cảnh tù tội khảo tra, mọi người khinh khi phỉ nhổ, làm xấu hổ cho mình và con cháu, đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức, uy tín bị chôn vùi, công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ. Bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham, tương lai chắc chắn đen tối. Lại thêm cái khổ nữa, khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét, lỡ có mất cái gì, ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ. Giả lại, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, vào cửa trước ra cửa sau,
tiêu hao mau lẹ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Xem chuyện xưa cũng như nay, những phường cường hào ác bá, dơ dét của dân, lạm dụng của công, đầu trộm đuôi cướp, làm ăn phi pháp, kết quả bị luật pháp trừng trị, tịch thu hết tài sản, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lại để tiếng nhơ cho đời khinh khi. Hiện tại đã khổ như thế, đời sau lại chịu cảnh ưu sầu vì mất của, bần cùng đói rách. Quý vị cũng thấy có nhiều người rất khôn khéo, siêng năng, lanh lợi, làm lụng vất vả, tính toán hơn thua đủ cách, nhưng nghèo khổ vẫn là khổ nghèo. Giống như người thiếu nợ, làm ra có chút ít, chủ nợ đến lấy hết, nếu không cũng bị tai nạn, bệnh hoạn, làm ăn thua lỗ, hay bị người ta giật hết của cải. Nếu lòng tham quá độ, thời bị đọa làm thân trâu ngựa để trả nợ cho người. Chúng ta hãy xem qua bài kệ cảnh tỉnh của Trần Thái Tông. Quét vách đào tường chí những đâu, trăm mưu ngàn kế luôn tham cầu. Của tiền giàu có đời nay được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Qua bài kệ trên, chúng ta thấy những người tham lam trộm cướp chắc chắn đời sau phải mang lông đội sừng cày bừa lôi kéo nặng nhọc trả nợ cho người. Chẳng những như thế còn bị đọa làm quỷ đói. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tập Tạng sau đây để thấy rõ tai hại của lòng tham. Thuở Phật còn tại thế, một hôm tôn giả một kiền liên du hành cảnh giới ngạ quỷ, thấy một con quỷ bụng của nó to như cái trống, cổ nhỏ tợ cây kim, ăn uống không được, đói khát khổ sở vô cùng. Nó thấy ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: "Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đói khổ sở thế này?" Ngài Mục Liên đáp: "Tại vì đời trước ngươi tham lam trộm cướp, thẳng tay dơ dép những của phi nghĩa, nên mới bị đọa làm quỷ đói như thế." Chuyện trên để cảnh tỉnh những người túi tham không đáy, hãy xem đó mà tự răn dạy mình. Người xưa có câu: "Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ." Nghĩa là người không tốt không làm bạn, của phi nghĩa không lấy. Ôi, nhà nho còn thế, huống chi là Phật tử, lại đi tham lấy của người hay sao? Kinh Thập Độ nói: "Tiền thân Phật có lúc làm người nghèo, nhưng Ngài nói rằng: ta thà giữ đạo nghèo đói mà chết, chứ chẳng làm người vô đạo để được giàu sang mà sống. Cho nên các con thà để chặt tay, chớ lấy của quấy, vì bị chặt tay chỉ khổ một đời, còn trộm cướp bị đọa trong ba đường dữ, đời đời mắc báo không tay. Ở đời ai cũng mong cầu cho mình được giàu sang, mà cứ gieo nhân tham lam bỏng sẻn, chuyện đó không bao giờ có. Nếu được đi chăng, chẳng qua là hưởng dư phước của đời trước, hưởng hết rồi phải bị đọa mà thôi." Trong Khế Kinh nói: "Thuở Phật có ông trưởng giả giàu có, của cải vô số, nhưng ông ta không hề biết bố thí cúng dường là gì, lại chuyên môn làm việc ác. Ngài Mục Kiền Liên lấy làm lạ nên nhập định, thấy bảy đời liên tục của ông ta không tạo được một chút phước lành gì, nhưng không hiểu tại sao đời nào cũng được giàu sang. Ngài liền đem chuyện đó hỏi Phật. Phật bảo: Này Mục Kiền Liên, sở dĩ ông trưởng giả độc ác kia được hưởng phước liên tục bảy đời như thế là vì trong quá khứ ông ta tạo phước quá nhiều nên mới được giàu sang đến nay. Không lo tạo thêm nhân lành, lại gây ác nghiệp, tổn giảm phước đức, hết đời này qua kiếp sau bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà không hay biết. Thật đáng thương thay." Qua lời Phật bảo đã giải đáp cho những ai hay than: "Sao tôi tu hành làm lành mà gặp toàn chuyện không may,
còn những kẻ gian tham ác đức bất nhân lại được giàu sang sống lâu. Quý vị nên biết, nhân quả tuần hoàn, thiện ác phân minh, đến chậm hay mau, tùy theo nghiệp lành dữ của mỗi người. Chớ vội cho là không có quả báo, mà phải tin sâu lý nhân quả để giữ vững niềm tin, tiến tu đoạn trừ hết ác nghiệp, gieo phước duyên lành cho hiện tại và vị lai. Đó mới thật là người Phật tử có trí huệ nhập đạo. Kinh Pháp Cú Phật dạy: khi quả ác nghiệp chưa mùi, người ngu lầm tưởng yên vui mật đường. Đến giờ quả chín như thường, người ngu mới thấy chán chường khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chưa mùi, người thiện lầm tưởng sụt sùi khổ đau. Khi quả thiện nghiệp chín mùi, người thiện mới thấy an vui tốt lành. Tích lũy điều thiện thì gặp điều thiện, tích lũy điều ác thì gặp điều ác. Phải suy nghĩ cho cẩn thận, trời đất không bao giờ sai lầm đâu. Người làm điều thiện thì có điều thiện trả lại, người làm điều ác thì có điều ác trả lại. Nếu không thấy trả lại là tại chưa đến ngày giờ đó thôi. Từ thần ông: trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, lưới trời lộc lộng tuy thưa mà chẳng lọt. Người hiền xưa muốn diệt trừ tánh tham lam trộm cướp, trong khí kinh Phật dạy phải tự biết đủ, đừng quá tham cầu, cần kiệm siêng năng, lo làm ăn chân chánh. Xem tất cả chúng sanh là quyến thuộc, phát tâm bố thí, sống đời thanh bạch, không tham của thế, tự nhiên diệt trừ tánh tham và được người đời tán dương ca tụng. Như chuyện ông Tư Thành là vị quan Thanh Liêm, một hôm có người đem viên ngọc quý đến biếu, nhưng ông ta không nhận. Tôi quý trọng ngài là quan phụ mẫu của dân nên mới kính tặng viên ngọc quý, nhưng tại sao ngài không nhận? Người biết quý trọng viên ngọc thì ta cũng biết quý trọng đức Thanh Liêm. Nếu như nhận viên ngọc đó, ta sẽ mất đức Thanh Liêm, còn ngươi mất đi viên ngọc, cả hai đều mất, nên ta không nhận. Câu chuyện quan Tư Thành không nhận viên ngọc được người đời khen ngợi đến nay, sử sách vẫn có ghi lại, hoặc là thấy của rơi không đấy. Khi người ta biết được sự cao thượng đó, ai cũng khen ngợi, tin tưởng. Nhờ thế, làm việc chi đều được thành công tốt đẹp. Ngày xưa, Dương Lạc Tử một hôm đi xa, gặp vàng rơi giữa lộ. Sau khi tri hô, nói nhiều lần mà chẳng có ai đến nhận lại, Dương Lạc Tử bèn lượm vàng lên, rồi vội vã đem về nhà. Người vợ thấy thế nghiêm nghị trách chồng rằng: em nghe nói kẻ chí sĩ uống nước trước phải hỏi xin, nếu người ta không cho thì không uống, và chẳng ăn cơm mời lơi. Có đâu Lan Quân lại muốn giữ của rơi rớt này làm nhơ phẩm hạnh mình. Nghe vợ nói đúng lý, Dương Lạc Tử lấy làm hổ thẹn, lật đật đem vàng ấy quăng ra ngoài đồng quan. Chuyện vợ chồng Dương Lạc Tử thấy vàng không tham, được người đời kính phục, tin tưởng, nên về sau việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: nếu thế vật rơi như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, khi chúng ta lượm lên rồi, nên hỏi rằng vật này là của ai. Nếu như có người nhận thì phải gặng hỏi hình tướng, nếu đúng sự thật nên trả lại cho họ. Nếu nói nhiều lần mà không có người nhận thì đem gửi cho các cơ quan hữu trách. Hơn nữa, người không trộm cướp có công đức thù thắng, được chư thiên thần gia hộ, không ai dám xâm phạm tài sản của họ và vượt qua mọi ách nạn. Điều đó quý vị cũng thấy, có nhiều trận giặc giả, bom đạn, đốt phá, cướp bóc, thiên tai, lũ lụt tàn phá, nhiều nhà đổ nát tiêu tan, nhưng cũng có nhà vẫn còn nguyên vẹn. Như thế đủ biết, người không gian tham, dù sống ở bất cứ nơi nào, cũng không có gì xâm phạm được, lại không hề khiếp sợ trước nghịch cảnh,
và thoát nạn tu hành đắc quả. Đúng như trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật ở thành Xá Vệ có ông thiện nam Tiểu Ca Lá. Một hôm ông đến tịnh xá thọ Bát Quan Trai. Khi trời gần sáng, ông ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Lúc đó có tên ăn trộm chạy đến, quăng túi đồ trước ông rồi bỏ chạy. Những người đuổi bắt kẻ trộm tới bờ hồ, thấy tang vật trước mặt ông nên họ hỏi: có phải người là ăn trộm không? Ông Tiểu Ca Lá bình tĩnh đáp: tôi không có ăn trộm. Họ không tin, túm lấy ông đánh đập. Khi đó, có nhóm nữ tỳ đi đến hồ múc nước, thấy thế tới can ngăn, phân giải vì ông Tiểu Ca Lá là người giữ giới rất tốt. Nhờ vậy, họ mới chịu buông tha. Tiểu Ca Lá đi vào tịnh xá, thuật lại với chư tỳ kheo về chuyện này. Chư tỳ kheo đem chuyện đó trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: này các tỳ kheo, thiện nam Tiểu Ca Lá nhờ giữ giới không trộm cướp mà được toàn mạng. Chúng sanh tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, sa xuống địa ngục, và cũng tự mình giữ giới thanh tịnh, thoát khỏi ác nạn, sanh lên nhàn cảnh, giải thoát niết bàn. Cuối thời pháp, thiện nam Tiểu Ca Lá đắc quả Tu Đà Quần. Nói tóm lại, người không gieo nhân trộm cướp, tức là không gây oán thù với ai, nên thân tâm được an lạc, đi đến đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng, làm nên sự nghiệp. Ngoài xã hội, nếu không có người trộm cướp thì nhà nhà chẳng cần đóng cửa, của rơi không mất, cảnh tượng giành giật chẳng còn diễn ra nữa. Nhờ vậy mà thế giới được thái bình, nhân dân yên ổn, thật không có gì vui sướng hơn. Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy: nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được 10 pháp lành như sau: 1. Giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải, tính mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu: giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng được gian tham, người tu hành của cải chớ tham, chẳng nên khởi ý lấy làm của ta. Ai không trộm cướp của ai, tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mạng. Ngược lại trong Kinh A Hàm, Phật nói: nếu ai tham lam trộm cướp, hiện tại người khinh kẻ oán, tâm trí bất an, thường vướng ách nạn, bị chủ bắt giao cho quan, giam vào lao ngục, cực hình tra tấn, hành phạt đủ cách, sau khi mạng chung đọa vào địa ngục, lửa dữ thiêu đốt, bị ngục tốt bắt trụng vào chảo dầu sôi, gươm đao đâm chặt, bỏ chỗ dơ bẩn, cối xay nghiền nát, chua chát, đau nhức, đủ cách hình phạt không sao kể xiết. Trải qua trăm ngàn năm như thế, tội địa ngục vừa mãn, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ ngặt không thể nói hết. Những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm, hết kiếp ngạ quỷ, kế sanh làm voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, dê, lừa, chó, ra sức đền bù nợ người. Tội súc sanh hết, sanh lên làm người hạ tiện, nghèo cùng đói rách, lại thường bị cảnh nước trôi, lửa cháy, vua bắt, quan đoài, giặc dữ cướp đoạt, con hư phá hủy, làm tiêu tan hết tài sản,
và mong cầu việc chi đều không thành tựu. Những ai hay trộm cướp, hãy mau nghe lời Phật dạy, ăn năn cải sửa. Nếu không, đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng. Cổ Đức kệ rằng: ác thứ nhì ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, đào đào tường quét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở ngô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi nên chuyện, luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Ba, không tà dâm. Tà dâm có nghĩa là nói lên sự dâm dục phi lễ phi pháp. Phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục, vì nó là động cơ gây ra ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử. Kinh Lăng Nghiêm dạy: lòng dục không trừ, trần lao khó ra khỏi. Muốn thành tựu đạo quả Bồ Đề, phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm. Còn Phật tử tại gia, Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở, nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con, cháu, người khác. Trong Kinh Bảo Tích nói: tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng, hành động bất chánh, khiêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm. Phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách, để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại, đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa, như chuyện Võ Tòng sát tẩu, Trụ Dương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dâm. Khổng Tử nói: dạng ác dâm di thủ, nghĩa là muôn ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn xung quanh ta có nhiều vụ thảm sát, bầm chặt tình địch, đều do tà dâm. Không có án thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, phế bỏ hết thuần phong mỹ tục, nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán, thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu: thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lầm dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị họa cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự vỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương, say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hửng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này: tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào, khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh,
vẫn tương tư. Nói đến quả báo của sự lừa dối tình cảm, trong kinh kể có anh chàng tên là Suhatara, tốt mã giàu sang. Những cô ham tài thích sắc, thấy đẹp giàu là đam mê đeo đuổi. Anh ta thừa cơ hội gạt hết cô này đến nàng khác, đùa cợt trên sự đau khổ của các cô nhẹ dạ phải lâm vào cảnh thất tình, tuyệt vọng quyên sinh. Kết quả, sau khi anh ta chết, tái sinh trở lại, thọ thân người nữ, hết bị người này gạt tới gặp kẻ khác lừa. Sau cùng, đi vào lầu xanh làm gái, tủi nhục mà chết. Ở thế gian, tình cảm thật mong manh tạm bợ. Cho dù đó là tình nghĩa vợ chồng, phần nhiều chỉ được hạnh phúc lúc ban đầu. Lần hồi ngày qua tháng lại, gặp cảnh khó khăn hay bất mãn điều gì đó, rồi xảy ra xung đột lẫn nhau. Hoặc có khi chồng hay vợ không tự kiềm chế được dục vọng, bồ bịch lăng nhăng, làm cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Quý vị nên nhớ, mình dạch dách sang nhà người ta chính là tự mở cửa nhà mình mời người khác vào. Vì bản chất con người rất ích kỷ, những gì của họ không muốn ai xen vào. Nếu thấy kẻ khác chen vô, tức thì họ trả đũa bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, ghen tuông thù hận, giết hại lẫn nhau, thương đậm thù sâu là vậy. Theo các nhà tâm lý nói, cách trả thù đối với tình địch không có gì bằng giao con người phụ bạc đó cho họ luôn, giữ làm chi cho sanh phiền muộn, trong khi người ta không còn thương mình. Hơn nữa, trên đời này, cha, mẹ và tự do là quý báu nhất. Chẳng lẽ ta lại vì một con người vong tình bội bạc đó mà giết hại họ, để rồi phải chịu cảnh tù tội, làm cho cha mẹ buồn rầu, mất hết hiếu đạo, có phải là dại lắm không? Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến thầy tôi là Hòa Thượng Giác Đức. Lúc còn sanh tiền, có giảng cho chư Tăng và Phật tử nghe về sự tai hại của tà dâm. Hòa Thượng kể: tôi có một đứa cháu, mấy hôm trước nó đến chùa gặp tôi than thở. Vợ con nó ngoại tình, con bắt gặp định ly dị. Cha con nói: thôi, vợ con nó lỡ một lần, con tha thứ cho nó đi. Con nghe lời cha nên bỏ qua. Nhưng chứng nào tật đấy, vợ con lại dẫn tình nhân vô nhà. Con đi làm về thấy họ đang ân ái, con vô cùng tức giận định la lên. Nhưng chưa kịp la thì người tình của vợ con đã cầm dao rượt. May là con chạy thoát thân, nó lấy vợ con định giết con, thật là quá đáng. Khi này về con định giết đó, sư thấy con làm vậy được không? Con giết đó được quá, sao lại không được? Con về nhà mài dao cho thiệt bén, rồi rình nó vô nhà, chém một dao là nó tiêu đời. Rồi con chuẩn bị đi. Thưa sư, chuẩn bị cái gì? Con chuẩn bị đi vô nhà tù. Con nên biết, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Con tính sao? Nếu không thì suốt đời con phải trốn chui trốn nhủi, không dám nói tên mình cho ai biết. Đâu, con thử nghĩ lại coi, cái chuyện lỗi lầm của vợ con với kẻ đó nó quan trọng hơn hay cái đời sống tự do của con quan trọng? Hơn nữa, cha mẹ con và vợ con ai quý nhất? Thưa sư, tự do và cha mẹ con quý hơn, vợ con làm sao mà so sánh bằng? Con thấy không, nếu con vì sự lỗi lầm của vợ con mà giết người tình của nó, để rồi vô ngồi tù, khi đó cha mẹ con ai nuôi? Có phải con vì tình để rồi trở thành kẻ sát nhân và bất hiếu? Con nên xét lại coi việc đó con nên làm hay không. Sư nói vậy con hiểu ra rồi, con không dạy gì giết đó đâu. Hòa Thượng nói tiếp: câu chuyện này cho chúng ta thấy, sở dĩ con người ta khổ là do muốn ngược lại với sự thật. Cái tính của con người, dù nam hay nữ, nó thường thay đổi. Mà đứa cháu tôi, nó lại muốn rằng vợ nó phải chung thủy, trong khi vợ nó lại thay lòng đổi dạ, làm cho nó tức tối, muốn gây ra án mạng. Chúng ta nên biết rằng mọi sự đều bị xê dịch,
không bao giờ cố định. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có cái tâm quảng đại, thì chuyện ngoại tình kia không thành vấn đề nữa. Chính vì thiếu đức vị tha, cho nên mới bị tình cảm che mờ lý trí, trở thành kẻ mù quáng, chỉ biết thù hận. Người như thế không thể khuyên giải họ tha thứ cho kẻ khác được. Trong khi đó, phải chỉ cho họ thấy rõ tai hại của nó. Còn dùng lời khuyên lơn là để dành cho những người có trí, tâm còn định tĩnh. Còn người không có trí, tâm bị rối loạn mà khuyên bằng những lời đạo đức, thì họ khó mà nghe theo ta. Phải dùng cách đánh mạnh vào tâm trí của họ để họ thức tỉnh, bằng cách nói làm sao cho họ được thỏa mãn sự tức tối. Rồi mình lại nói sự thỏa mãn đó thật là nguy hiểm, kết quả là chết chóc, tù tội. Như vậy thì tự nhiên họ sợ mà không dám làm. Muốn khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận, Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sanh ra phiền não khổ đau, mà tỉnh thức nương về tam bảo tu hành chuyển hóa ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau, oan trái biết bao giờ mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì tự hỏi làm sao có nghị lực gây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự nhân phẩm bị chôn vùi, có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa thì con nó gặp cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ, con mày, con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy. Đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tương, lường trai gạt trai, chồng bỏ bất ngờ, lường gái gạt gái, vợ bỏ thình lình, cố dâm ép người, thê loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ đã chỉ cho người đời thấy, những ai lường gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông đổ vỡ, sau khi chết lại bị đọa làm quỷ trùng đầu. Thuở Phật, một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ. Khi đó có một con quỷ đến hỏi: thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại, khổ sở thế này? Ngài Mục Liên đáp: tại vì những đời trước ngươi gian dâm vô đạo, lấy vợ giật chồng, phá hoại kinh tiết con cháu nhà người, vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi, sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Kinh Tập Tạng chép: bây giờ có một con quỷ bạch với ngài Mục Kiền Liên rằng: thân hình tôi như một khối thịt, không có tay chân, mắt mũi lưỡi, thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến chúng sanh mạng sống không còn, vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này:
người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay. Cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi, nằm, nói, cười phải đúng chỗ, hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi, mà còn phải giữ gìn cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác, nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình, hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói: làm người ăn mặc mỏng manh, suồng sã, cho thế là hơn, đời sau sinh vào nước đọa thể. Trong Khế Kinh Phật dạy: phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung, có hậu, lý lòng từ, bi, hỷ, xả, quý kính, chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Các nhà tâm lý học nói, có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. 1. Không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. 2. Không thóa mạ nhau. 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận. 4. Không dành phần phải về mình. 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi, như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo, tế nhị cả hai gia đình, bên vợ, bên chồng. 8. Trung thành, chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật, dâng tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Trong Kinh Thập Thiện Phật dạy: nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau: 1. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. 2. Dứt sạch phiền não rộn ràng. 3. Được người đời khen ngợi. 4. Vợ, chồng, con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật, nên có câu: giới thứ 3 cấm trừ sắc dục, chớ tư tình lén lút ngoại duyên. Trăng qua lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong Kinh Bát Sư Phật nói: nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh giao gậy, đánh đập, bắn giết, làm cho tay chân đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giường sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân,
tội địa ngục hết, sanh làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời cô độc, thường vướng ác nạn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ rằng: dâm là hạnh bất tịnh, mê lầm mất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non, mắc tội dại dột quá, chết đọa trong đường ác. Ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ oan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết vì đọa địa ngục. Thứ mười, được tái sanh làm người, gái thời bị cảnh chồng chung, trai thời vợ chẳng trinh chắn. Luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy: ác tà dâm thứ ba càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân, tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lớn thế dâm ô dân khó, trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lẳng lơ tiếng huyễn lời đờn, hoa có chủ đều bồng tình mới, cất tiếng gọi nữ nam ơi hỡi, bỏ những điều điếm nhục tông môn, đứng đăng di học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nối chí, những mẹ hiền dấu thảo noi truyền, niệm Phật mà cây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống, thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, ráng hiểu rằng tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sau hiện vinh. 4. Không vọng ngữ. Vọng ngữ có nghĩa là lời nói giả dối chẳng thật, chưa chứng quả đắc đạo lại dám khoe khoang đã chứng đã đắc. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, phải cho là trái, trái cho là phải. Nhẫn đến trước khen sau chê, mặt phải lưng quấy, hứa không giữ lời, trước sau trái ngược, đó gọi là vọng ngữ. Phật cấm nói dối nhằm để diệt trừ những ý tưởng đen tối, ích kỷ, lừa đảo, độc ác, làm cho người ta lâm vào cảnh tán gia bại sản. Người nhẫn tâm như thế là tự bóp chết lòng nhân từ, hậu quả thật khó lường. Có người bảo: tôi chỉ nói chơi cho vui chứ không có ác ý. Tuy không ác ý nhưng làm cho người ta khổ thì có khác gì kẻ ác. Quý Phật tử nên nhớ, nói chơi vẫn có hại, vì lâu ngày thành ra thói quen, sau này nói thật không ai dám tin. Một lần nói dối, 9 lần nói thật đều vô ích. Nói dối rất có hại, nó làm thất nhân tâm, không ai tin cậy mình nữa. Nếu là tu sĩ thì không chứng quả thánh, thợ thuyền ít người mướn, người buôn bán bị mất uy tín. Trong sự giao tiếp và mua bán, giả dối là điều cấm kỵ, vì họ có thể lừa gạt được vài người trong thời gian ngắn, chứ không thể lừa hết mọi người. Cho dù họ có khôn khéo thế nào, nhưng sau cùng cũng bị người ta vạch trần bộ mặt giả dối. Đó là nguyên nhân đưa đến hàng hóa ế ẩm rồi dẹp tiệm. Nên người xưa thường bảo: chân thật bất hư. Thật sự mà nói, làm ra đồng tiền đâu phải dễ.
Khi đi mua sắm, ai cũng hy vọng người bán nói thật. Không ngờ bị lừa, khiến cho người mua lầm, sanh tâm buồn phiền, tức giận. Thế là người bán họ đã cướp đoạt xương máu và đời sống của người ta rồi. Kẻ gian xảo dối trá, đời nào giữ được tiền của? Nên lão tổ nói: làm ăn bất chính, con cháu cơ hàn. Làm ăn bất lương, ngục hình đầy đọa. Lợi mình hại người, tài tan khó giữ. Mua lận bán lường, của cải tiêu tan. Đo gian đồng thiếu, luân hồi thiếu hụt. Vì lợi dối người, sau bị người gạt. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau dư lời. Hay hơn lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau. Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sang mới bền. Cổ đức: chẳng những thế thôi, đời đời sanh ra làm ăn mua bán đều bị thất bại. Trong kinh Tăng Chi nói: thuở Phật còn trụ thế, ngài Xá Lợi Phất muốn cho tứ chúng biết được sự tai hại của lời nói dối, nên một hôm ở giữa chúng hội hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, nguyên do tại sao có người mua bán được, kẻ lại không? Phật bảo: người mua bán được là nhờ đời trước khẩu nghiệp thanh tịnh, nói lời chân thật, làm ăn lương thiện. Mỗi khi hứa với ai điều gì, không hề sai trái. Lại có người chẳng những hứa giữ lời mà còn làm hơn thế nữa. Cho nên đời sau buôn bán làm ăn phát đạt nhiều hơn sự mong muốn. Còn người mua bán không được là do đời trước hoặc hiện tại. Họ vào chùa thì nói: con cúng dường cái này, giúp việc nọ. Nhưng rốt cuộc không có cúng gì hết. Ở ngoài xã hội thì xảo trá đủ cách gạt người, nên bị quả báo mua bán thua lỗ. Sự nghiệp tiêu tan đều do giả dối gây nên. Vậy các con hãy tinh tấn giữ gìn khẩu nghiệp cho được trọn lành, hầu tránh khỏi quả xấu về sau. Tứ chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cổ đức cũng dạy: một lời nói thật ai cũng tin dùng, nếu giả dối muôn việc khó thành. Vì miệng hay nói dối khó lập thân danh. Quả thật, lời nói đóng một vai trò rất quan trọng, quyết định vận mạng của chúng ta, đem lại danh vọng vật chất hay thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tan. Đức Khổng Tử nói: nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Nghĩa là một câu nói mà nên nhà lợi nước, cũng một câu nói mà làm cho nhà tan nước mất, thậm chí còn đưa đến mất mạng. Như vào thời Đông Chu Liệt Quốc, Tống Mẫn Công có người tướng tên là Nam Cung Trường Dạng. Một hôm đi đánh nước Lỗ, Nam Cung Trường Dạng sai cơ thất thế bị giặc bắt. Cũng lúc ấy, nước Tống bị thiên tai. Lỗ Trang Công không nghĩ đến thù xưa, còn sai người sang cứu giúp. Tống Mẫn Công thấy thế, cho sứ giả qua tạ ơn và xin tha cho Nam Cung Trường Dạng. Nam Cung Trường Dạng được thả về nước. Tống Mẫn Công ra nói đùa: trước kia ta rất coi trọng ngươi, bây giờ đã là tù nhân thì ta không còn trọng nữa đâu. Thấy Nam Cung Trường Dạng nuôi ra mặt đỏ tía tai, hết sức hổ thẹn, đại phu Cừu Mục nói với Tống Mẫn Công: chúa công chớ nên coi thường sự đùa giỡn mà sinh ra lòng khinh nhờn, hay dẫn đến sự phản nghịch. Tống Mẫn Công trả lời: ta với Nam Cung Trường Dạng rất thân thiết, khanh chớ có sợ. Một hôm, Tống Mẫn Công đánh cờ thắng Nam Cung Trường Dạng, nên đắc ý nói đùa giỡn: ngươi là tên tù, chẳng làm được việc gì, thì làm sao đánh thắng được ta? Nam Cung Trường Dạng tức giận đứng lên nói: kẻ tù này tuy đánh cờ không thắng được vua, nhưng có thể giết vua. Nói xong, lấy bàn cờ đập bể đầu Tống Mẫn Công chết ngay tại chỗ rồi làm loạn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ nó xảy ra án mạng là do nói chơi quá lố, xúc phạm đến danh dự người khác,
đưa đến mất mạng. Nên người xưa dạy: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói dối để che giấu tội lỗi, đem lợi ích cho mình hại người, tội càng nặng hơn. Chỉ trừ khi gặp người và vật bị tai nạn gấp rút, vì lòng từ bi cứu giúp trong lúc lâm nguy thì không phạm. Ngược lại, do lòng tham, sân, ích kỷ, đố kỵ, gạt người, thời phạm. Trong kinh Chánh Niệm Xứ nói: nếu ai hay dùng lời nói giả dối, não hại chúng sanh, kẻ ấy thường bị giam trong ngục tối tăm, khi sanh lên nhân gian, bị quả báo không tay, mắt, mũi, lưỡi. Đúng như trong truyện cổ Phật giáo kể, vào thời Đức Phật, có một cậu công tử tên là Mạn Từ Tỳ Lê, khi sinh ra không có tai, mắt, mũi, lưỡi. Ông trưởng giả gần bên thấy thế đến hỏi Phật: do ác nghiệp gì mà cậu ta mắc phải quả báo như thế? Phật đáp: lành thay, này trưởng giả, thuở xưa hồi thời quá khứ, cậu ta ỷ mình làm quan xử kiện, nhận của hối lộ, nói sai sự thật. Vì nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc quả báo như vậy. Này trưởng giả, nên biết sự báo ứng rõ ràng, hãy cẩn thận miệng lưỡi, chớ vì tham lợi mà nói giả dối, để rồi phải lãnh thọ ác báo như thế. Để cho các hàng đệ tử thấy được sự tai hại của lời nói dối, trong kinh A Hàm nói: thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của tôn giả La Hầu La. Khi Đức Phật đến nơi, tôn giả ra đảnh lễ và múc nước vào chậu cho Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài hỏi: này La Hầu La, nước trong chậu sạch hay dơ? Bạch Thế Tôn: dơ. Con nghĩ thế nào, nước đó có dùng được không? Thưa Thế Tôn, không dùng được nữa. Nhân đó Phật dạy: này La Hầu La, người nào hay nói dối cũng giống như chậu nước bị bẩn, đổ đi chứ không xài được. Cũng vậy, ta nói rằng đạo của người kia sẽ mất hết, nghĩa là đã biết đó là sai mà vẫn nói dối, không biết xấu hổ, ăn năn, sám hối. Người như thế, việc ác nào họ cũng dám làm. Đức Phật hỏi tiếp: này La Hầu La, người ta dùng gương để làm gì? Bạch Thế Tôn: để nhìn xem gương mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, khi con tác ý, nói làm việc gì, cần phải tịnh tâm quán sát, xem nó thiện hay bất thiện. Nếu là thiện thì nó đưa đến lạc quả, thọ lấy lạc báo. Còn bất thiện thì nó đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo. Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói bài kệ rằng: La Hầu La, nên biết người nào phạm nói dối, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắt nóng chứ không nên phạm giới. Nếu tạo nghiệp bất thiện, không thoát sự báo ứng. Muốn không gây ác nghiệp, con phải thường quán sát thân, khẩu và ý nghiệp. Thiện hay là bất thiện, nếu đó là thiện nghiệp thì tinh tấn thực hành, ngược lại là bất thiện thì phải mau đoạn trừ. Là con bậc chánh giác, phải giữ gìn miệng mình, chớ nói lời giả dối. Đức Phật thuyết giảng xong, tôn giả La Hầu La và chư tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Nói tóm lại, muốn tránh quả báo xấu và được người đời tín nhiệm, làm ăn phát đạt lâu dài, phải giữ chữ tín làm đầu. Cho dù việc lớn hay nhỏ, từ trong gia đình cho đến cơ quan đoàn thể, khi nói làm việc gì phải ngay thật thì mới thành công tốt đẹp, hưởng nhiều phước lành. Trong kinh Thập Thiện Phật dạy: nếu ai xa lìa vọng ngữ, thời được tám pháp trời người khen ngợi. Một, miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hai, được người đời tín phục. Ba, mở lời thành thật, trời người kính mến. Bốn, thường đem lời êm dịu an ủi chúng sanh,
5. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. 6. Nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. 7. Mở lời tôn trọng, nhân thiên dân làm. 8. Trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Nếu ai đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, thời sau khi thành Phật, được chân thật ngữ của Như Lai, nên có câu: giới thứ tư cấm trừ vọng ngữ, chớ buông lòng hung dữ điêu qua, ngược xuôi láo xược lời ma, nói qua nói lại cũng là như nhau. Ai không lừa dối chút nào, nói năng thông suốt, hơi ngào ngạt thơm, bàng bạc như suối nước tuôn, nói ra ai cũng mến thương tin dùng. Ngược lại, luận Đại Trí Độ dạy, vọng ngữ gặt lấy 10 nghiệp xấu. 1. Hơi miệng thường hôi thối. 2. Các thiên thần tránh xa, ác quỷ dễ gia hại. 3. Dù nói thật, chẳng ai chịu tin. 4. Người trí chê bai, chẳng ai tham dự. 5. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 6. Người không kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo. 7. Thường lắm lo buồn. 8. Trồng nghiệp nhân xấu. 9. Thân hoại mệnh chung đọa địa ngục. 10. Khi sanh làm người, các căn thiếu sót. Tha ngôi, nghe lời Phật dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Cổ đức khuyên rằng: ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa, huyễn hoặc đủ điều. Đời bất công, mấy ai xem sửa, trên điêu hoa, dưới chẳng phục tùng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tin tường. Nếu chẳng nghe, hồn dướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành lại càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. 5. Không nói lời hai lưỡi. Hai lưỡi là lời nói đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, khui chuyện người ra dèm pha, quỷ bán, châm chích, cho người xa lìa ân nghĩa, ghẹo chọc cho người nóng nảy đua tranh, làm cho hai bên gây thù kết oán với nhau. Đó gọi là nói hai lưỡi. Tại sao Phật cấm không cho chúng ta nói lời hai lưỡi? Vì nó là nguyên nhân làm cho cốt nhục chia lìa, quyến thuộc, bạn bè ly tán, quân thần nghi kỵ, xã hội phân chia, chúng sanh hiềm hận, não hại lẫn nhau. Người vô lương tâm như thế, hiện tại gây ác cảm với mọi người, tổn giảm phước đức, theo luật nhân quả tự nhiên, khiến cho gia đình quyến thuộc của họ thường xảy ra xào xáo, con cháu bất hòa. Trong kinh Địa Tạng dạy, nếu ai ác tâm phá sự hòa hợp của người khác, bị quả báo gia đình quyến thuộc kình chống lẫn nhau. Người đó đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, đều bị người ta phá vỡ, làm hỏng hết mọi việc. Thậm chí, cho dù kẻ đó có đi tu, nhưng khó bề yên thân, thường gặp chướng duyên, ác nạn ngăn cản, phá tan sự tu hành, không thể thành tựu đạo quả. Bồ Đề Lão Tổ cũng dạy: suối kiện thưa người, con cháu bất hòa, suối con hiếp người, chịu đời thất thế, suối vợ chồng tan rã, gia đạo linh đinh, theo lẽo chuyện người, tổ tiên phiền giận. Nói đến tai hại của sự xúi dục chia rẽ, trong sách Xử Thế có câu chuyện. Có cô gái tên là Hồng, khi về nhà chồng, ý mình có nhiều của hồi môn, nên cô ta không biết kính nể một ai, thường làm theo ý riêng, lại hay tranh cãi giành phần phải về mình.
Vì thế nên đánh mất hết sự thương yêu của chồng và lòng kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi ấy cô cảm thấy lẻ loi nên đâm ra tự ái, xách gói về nhà rồi nói xấu bên chồng đủ điều. Cha mẹ cô ta không rõ nguyên nhân lại nghe theo, cộng thêm bạn bè xúi dục: "Mày chịu đựng rất hay á, nếu mà như gặp tao á, tao ly dị từ lâu rồi." Gia đình người ta rạn nứt, mình không hàn gắn lại thì thôi, có đâu đổ dầu vào lửa cháy tan hạnh phúc của họ. Quả báo thật khó lường. Lại có gia đình nữa, hoàn cảnh cũng giống như thế, nhưng ông cha có đạo đức nên xử trí rất hay. Ông nói: "Người ta có ác cảm đối với con là vì con có khuyết điểm gì đó, cần phải xét lại mình để sửa đổi, chứ có trách họ." Cô con gái nghe cha nói có lý, liền thay đổi tính tình, tự hạ mình tùy thuận, làm tròn bổn phận dâu con. Từ đó hạnh phúc đến với cô ta. Vì thế, những ai là bậc cha mẹ muốn cho con được hòa hợp thì đôi bên phải lấy đạo đức dạy dỗ con mình. Đừng vì chuyện không đáng mà biên dịch đã kích lẫn nhau. Làm như thế, vô tình chia rẽ chúng nó mà mắc phải quả báo về sau. Lại nữa, trên đời có nhiều người thấy cũng lạ, ở không chẳng biết làm gì, mãi đi dạo xóm nói chuyện phải trái, hơn thua đâm thọc, làm cho người ta gây thù kết oán với nhau. Lại nói giọng tốt: "Anh chị là chỗ quen thân tôi mới nói, nghe rồi chứ kể lại với ai." Mình không giữ được nói cho người khác nghe, lại bảo họ giữ cho mình là sao? Làm cho người ta khổ, chính mình đã mang một khối phiền não, ganh tị, đố kỵ, gây hờn, chuốc oán, ăn ngủ không yên. Thật làm chuyện dại dột, vô tình rước họa vào thân. Trong sách Xử Thế có câu chuyện, có cô con gái tên là Ánh, tánh tình nham hiểm. Đến tuổi trưởng thành, cô lên xe hoa về nhà chồng. Chẳng những cô không làm tròn bổn phận của dâu con, trái lại, cô đến người này nói xấu người kia, đến người kia thì nói xấu người này, làm cho những người thân trong gia đình bên chồng nghi kỵ, hiềm hận lẫn nhau. Thậm chí cô còn xúi giục chồng chửi mắng, đánh đập những ai mà cô không ưa. Kết quả bị mấy đứa em chồng đánh cho một trận. Cô ta tức quá cuốn gói trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng chứng nào tật nấy, tối ngày cô cứ mãi đi nói chuyện thị phi, mỉa mai đâm thọc, cuối cùng bị người ta đánh chết. Làm dâu nên giữ hòa khí trong gia đình bên chồng và sự tương quan ngoài xã hội cho được tốt đẹp, để tích lũy phước đức. Trái lại, làm cho gia đình bên chồng xào xáo, xã hội phân chia thì phước đức sẽ tiêu tan. Ôi, một lời nói mà người ta có thể giết hại mình, đồng thời cũng lời nói khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, hy sinh tất cả vì mình. Cho nên Phật dạy, trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói phải cho thuần thiện. Có như thế mới hưởng được sự an lạc ở hiện tại và tương lai. Vừa thấy thị phi giấy, thời liền đánh mất tâm. Thị phi tâm trí loạn, niệm Phật tâm trí an. Thị phi thêm thù oán, niệm Phật thân tâm nhàn. Vì vậy, phàm trong lúc rảnh rỗi xem kinh nghe pháp, làm việc lợi ích cho đời, hay hơn là đâm thọc, phá hoại, làm cho người thù kẻ oán, mang họa sát nhân, đời sau lại phải chiêu cảm quả báo đau khổ khôn cùng ở chốn địa ngục. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng, địa ngục nói: "Thuở Phật còn trụ thế, một hôm Ngài tính tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có nhiều chúng sanh bị quỷ sứ, nó đổ nước đồng sôi vào miệng, cho ăn toàn sắc nóng, khổ bức toàn thân, quằn quại rên la, chết đi sống lại, hành tội liên miên. Chứng kiến thảm cảnh đó, Ngài về hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như vậy? Phật bảo: Lúc làm người ở trên dương thế,
chúng thường đem lời đâm thọc, xuyên tạc, phá hoại sự hòa hợp của người ta, cho nên mắc phải quả báo như thế. Nhân đó Phật dạy tứ chúng: các con hãy giữ gìn lời nói luôn luôn trong sạch, cho tâm ý trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy. Giữ ba điều ấy là lời dạy của chư Phật để tu tiến đến quả vị giải thoát an vui. Hiện nhân kể rằng: lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả mọi người trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng chay chua thì là nhất định phải chừa, dầu ai cạy lưỡi không thưa thốt lời. Trong xử thế hàng ngày cũng như giao tế trong kinh doanh, nhà văn Hoàng Xuân Việt nói: chúng ta nhiều khi nói năng và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác là chúng ta chọc thiên hạ ghét ta nhiều hơn là làm cho họ quý mến. Tại sao họ dễ ghét ta nhiều hơn là thương? Tại vì khi tiếp xúc với họ, ta nói năng vụng về, cười cợt lả lơi, thường cướp lời người, mất hết lịch sự, thiếu luôn lễ độ, ăn uống thô tháo, mặc đồ xốc xếch, xét đoán chủ quan, tánh hay tự ái, lại thích trấn áp, ngó ngang liếc dọc, đâm thọc, nhìn người ta với cặp mắt soi mói, vân vân. Đó toàn là những thứ chống đối lại kẻ khác. Như thế, thử hỏi làm sao họ có thiện cảm với ta? Khi họ đã có ác cảm với ta, thì trông mong gì họ nghe ta nói và giúp ta điều gì? Giữa ta và họ coi như rút cầu. Có vô số trường hợp, chỉ cần sơ ý một chút là họ sẽ ghét ta ngay. Muốn cho kẻ khác bằng mặt và bằng lòng quý mến ta, thì ta phải nỗ lực chế ngự những khuynh hướng trên. Đừng tỉ mỉ bắt bẻ, tự cao phê bình, cho người ta là thiếu khả năng, không chuyên môn, non kinh nghiệm, lỗi thời, nói bậy, sai lầm, làm ẩu, ngu si. Nghe như vậy, mấy ai còn được sự bình tĩnh để nói chuyện với ta? Trong khi tranh luận, chúng ta phải bình tĩnh, nhẫn nại, lấy trí huệ phán xét vấn đề, nhằm tìm ra chân lý, chứ không phải để ăn thua. Cần dẹp bỏ lòng tự ái, tự cao, đâm thọc, chỉ trích, đả kích. Đừng để cho sân si, quyền lợi, tình cảm cá nhân che mờ lý trí. Lúc tranh luận, nên tập nhường lời, biết bỏ qua những sơ sót nhỏ nhặt của đối phương, chỉ nghĩ đến những điểm quan trọng, rồi ân cần, khéo hướng dẫn họ nhận ra lẽ phải. Trong lúc tranh luận, đừng tỏ ra trưng tài khoe đức. Ai biết hạ mình xuống thì sẽ được người khác nâng nhấc lên. Đó là lời vàng của người xưa, cho ta tu đức. Trái lại, tự đề cao mình lên sẽ bị người ta kéo xuống. Tâm lý ai cũng nói mình đúng, cho nên trong bất cứ môi trường nào, chúng ta phải biết nhường nhịn, vì mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Đừng nghĩ rằng càng cãi dữ thì thuyết phục được đối phương. Những cuộc tranh luận như thế sẽ dẫn đến gây lộn, thậm chí có trường hợp ẩu đả lẫn nhau. Thế là ta tạo ra tấm vách ngăn cách giữa ta và người. Sự cãi lẫy đôi co ẩu đả là do tính chủ quan, thường khiến người ta ít thận trọng lời nói và việc làm, hay đưa tới những kết quả xấu hoặc không thuận hợp với những diễn biến trong cuộc sống. Tính chủ quan cũng thường gây mất lòng người khác, kết quả công việc sai lệch hay đổ vỡ. Tính chủ quan mặt khác còn làm trì trệ công việc và ngăn chặn sự tiến hóa trong nhận thức và trí thức con người. Đức khiêm cung, khiêm tốn, có cung cách là đặc điểm của người trí thức có đạo hạnh. Thật đáng tiếc cho một số người có trí thức lại thiếu đức khiêm cung, thường tự hào, quên quang, muốn làm thầy thiên hạ. Một người có khả năng khi đạt được địa vị cao trong xã hội lại biết giữ đức khiêm cung là người biết thủ lễ, có đức hạnh. Người có tài đức đều thận trọng giữ gìn phẩm cách, không vỗ ngực xưng tên để người đời ngưỡng mộ mình, không cần bày tỏ tham vọng của mình,
hữu xạ tự nhiên hương. Có chất thơm thì tự nhiên mùi hương phát ra, người ta ngửi thấy, nghe biết mà tìm đến. Người nào giữ được đức khiêm cung thì loại trừ được ngũ quỷ, tức là tự cao, tự tôn, tự mãn, tự hào và tự đại trong lòng mình. Tự cao là kiêu ngạo, tự phụ. Tự mãn là tự xưng ta đây. Tự hào là kiêu hãnh, tự đắc. Tự đại là lên mặt. Năm ác tính này đều làm thất nhân tâm, có hậu quả xấu trên mọi lãnh vực. Muốn cho người khác kính mến ta, tại sao ta lại làm cho họ mất mặt trước đám đông? Họ có danh dự của họ, nếu có lỗi lầm chi, ta nên khéo nhắc nhở. Còn như ta có lỗi lầm thì thành thật nhận khuyết điểm, vì chúng ta chưa phải là Phật. Thánh thì trong 100 lần xét đoán đúng được 70-80 lần mà thôi. Nếu đối phương quá bảo thủ chủ quan, chúng ta cần tế nhị mời họ thử đặt mình vào địa vị của người ngoại cuộc để xét vấn đề. Nếu họ không nhận ra lẽ phải, quá cố chấp nóng nảy, ta phải lanh trí, nhẹ nhàng phân tích một cách khéo léo. Nếu chúng ta không khéo bàn luận thành ra cãi lộn, mà cãi lộn thì hỏng hết mọi việc. Trường hợp họ còn bảo thủ ngang ngược thì thượng sách là ta nên tránh né các cuộc cãi giả hoặc nhượng bộ chấm dứt là hơn. Ông Ado nói, lý luận không bao giờ thắng kẻ ngu. Nói như thế không phải tuyệt đối tránh hết những tranh luận cần thiết. Có lúc phải tranh luận để bên vực chân lý, bảo vệ điều chính đáng. Có nhiều người viện lý do cầu cho mình được bình an, như thế là vô tình để cho họ chê ta là kẻ ngu dốt, yếu hèn. Nếu vì lý do nào đó mà im lặng, để cho cuộc tranh luận đưa đến kết quả tai hại cho một cá nhân hay đoàn thể, thì sự im lặng ấy đắc tội. Nhiều người biết như vậy nhưng không dám nói ra, vì sợ thiên hạ nói mình chống đối lại họ. Muốn nói cho người ta nghe theo mình mà thiếu duyên lành thì quả thật vô cùng khó khăn. Chính Đức Phật có đầy đủ phước đức, biện tài vô ngại, dùng vô số phương tiện nhiệm màu hóa độ chúng sanh. Có người vừa nghe qua liền giác ngộ hoan hỷ, tín thọ phục.